ơi, mẹ còn nhớ lời hứa giữa hai mẹ con mình trước khi đăng ký cho con tham gia học kỳ quân đội này không? Nếu con tham gia thì không được tổ chức sinh nhật của mình. Lúc đó, con có hơi buồn vì quyết định của mình. Nhưng thật bất ngờ mẹ à. Thầy, các anh chị và các bạn ở đây đã bí mật tổ chức cho con và một bạn khác buổi tiệc sinh nhật nhỏ. Cũng có bánh kem và mọi người cùng chúc mừng chúng con. Đây là lần đầu tiên con đón mừng sinh nhật mà không có ba mẹ ở cạnh bên. Tuy không có nhiều quà như khi ở nhà, nhưng con thấy rất vui và cảm động mẹ à. Con đã ước gì có ba mẹ ở đây lúc này thì hay biết mấy. Điều khiến chúng con cảm thấy háo hức nhất là tham gia lễ hội té nước cùng với mọi người ở trung tâm. Mẹ có biết gì về lễ hội này không? Nó rất lạ mà cũng rất vui mẹ à. Chúng con cùng ngồi cầu nguyện với đất trời cho sức khỏe và những điều tốt lành mà mình mong ước cho bản thân, gia đình và cho cả những người mình yêu thương nữa. Thầy và các anh chị ở trung tâm nói, nếu ai được tưới nước sau khi cầu nguyện sẽ gặp nhiều may mắn. Sau khi được thầy nhân tưới nước cho từng người, lễ hội tưng bừng hẳn lên, mọi người cùng nhau nhảy múa, ca hát và mang lại may mắn cho nhau. Chỉ có thể kể như thế này cho mẹ nghe thôi.